Hello anh em, vậy là iOS 17 đã được ra mắt một tuần rồi, nhưng mà những thông tin về nó vẫn chưa hạ nhiệt. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ không nói về iOS 17 đâu, mà nói về chiếc điện thoại rẻ nhất hiện tại mà các bạn có thể chạy được iOS 17 này. Đó chính là chiếc iPhone XR. Cũng có nhiều người thắc mắc là cùng là iPhone 10 nhưng mà XR được lên iOS 17, còn iPhone X thì lại không. Không biết có phải là phận con ghẻ không? Bây giờ thì để mà hiểu rõ hơn là tại sao ấy, thì anh em nhớ xem hết video rồi nhá. Và đầu tiên thì tại sao mình lại nói con iPhone XR là chiếc điện thoại rẻ nhất có thể chạy được iOS 17? Thì đây, hiện tại thì mình tham khảo trên website Clickbuy thì giá của nó sẽ rơi vào khoảng tầm 5 triệu rưỡi cho phiên bản 64GB, hình thức 99%. Trong khi đó thì con iPhone XS lại đắt hơn khoảng tầm 400.000 và xấp xỉ gần 6 triệu đồng cơ. Thì đây cũng là chiếc điện thoại mà với mức giá thấp nhất có thể chạy được iOS 17 rồi. Và tất nhiên cái máy mình nói ở đây sẽ là máy nguyên bản, hình thức 99% và được cam kết đầy đủ nhá. Chứ không phải là những con máy mà có hình thức xấu hơn, máy lóc hay là máy đã qua sửa chữa trôi nổi rồi ấy, thì nó còn rẻ hơn rất là nhiều cơ. Chỉ có một cái vấn đề là khi mua iPhone XR ấy, là máy đã ra đời từ năm 2018 rồi, nên là hiện tại pin của máy đã kém theo thời gian. Cộng thêm là máy cũ nên thường thường ấy, mức dung lượng pin của máy nó chỉ khoảng tầm 90% đổ xuống là nhiều. Nên là khi mua máy thì anh em cũng nên là chú ý cái vấn đề này nhá. Bật mí một cái thông tin nội bộ là vừa rồi bên kho Clickbuy có một lô hàng XR mới về và pin thì đa số đều ở mức 95% trở lên. Anh em nào đang có nhu cầu thì nhanh tay ra kiếm ngay một em kiểu hết nhé. Vấn đề về pin thì mình cũng muốn nói đầu tiên, bởi vì là thực sự những dòng điện thoại từ XS Max trở xuống bây giờ ấy, thì đều được xếp là loại pin yếu, gần như là không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng cơ bản trong vòng một ngày, trừ khi là lúc nào các bạn cũng kè cái cục sạc dự phòng kéo theo mình. Mình sẽ không so sánh XR với các mẫu điện thoại Android cùng tầm giá đâu, bởi vì là hiện tại ngay cả những con máy là tầm 3-4 triệu thôi cũng đều đã được trang bị một viên pin lên tới là 5.000 rồi. Chưa kể là còn được trang bị sạc nhanh tối thiểu là 18W lên tới là 33W, hay là cao nhất có thể lên tới là 45W. Trong khi đó thì con iPhone XR này nó chỉ có công suất sạc là 15W tối thiểu thôi, cũng khá là đuổi. Thế nhưng trong vòng 4 mẫu máy của con iPhone 10 thì XR lại được đánh giá là chiếc điện thoại có thời lượng pin trâu nhất. Và mình cũng có test thử thì hiện tại máy vẫn duy trì được khoảng là 5 tiếng cho các tác vụ cơ bản, kéo dài hơn cả con iPhone XS Max, dù thua kém về dung lượng pin và tất nhiên nó là hơn cả con XS rồi. Và chúng ta đều biết rằng là điện thoại ấy, nó sẽ tiêu thụ nhiều pin nhất ở phần màn hình. Và đây cũng là lý do chính là tại sao con XR có thể dùng pin lâu như vậy. Đó chính là do màn hình của máy. Nó chỉ có độ phân giải là HD Plus thôi. Nó nhỏ gọn với 6,1 inch với cái tấm nền là Liquid Retina IPS. Tần số quét thì tất nhiên vẫn là 60Hz thôi. Mình không tính nhắc lại cái thông số này đâu, bởi vì là nó quá cùi so với cái mức giá. Nhưng mà về cái trải nghiệm thực tế với cái màn hình này ấy, nó lại khá tốt. Mật độ điểm ảnh không cao, nhưng mà khi mà xem phim hay là chơi game ấy, thì cũng không tới mức là rỗ lắm. Cũng mà khó phân biệt được khi mà để cạnh con iPhone XS. Chưa kể là cái độ sáng màn hình này nó chỉ là 625 nit thôi. Và khi mà dùng trên màn hình LCD này thì cho độ sáng gọi là đủ tốt, đủ để mà sử dụng điều kiện ngoài trời. Và Apple cũng từng thừa nhận đây là chiếc màn hình LCD tốt nhất mà họ đã từng tạo ra. Và nên nhớ là họ đã sử dụng chiếc màn hình này trên chính con iPhone 11. Đó là chiếc iPhone mà được bán ra nhiều nhất trên thế giới cho đến hiện tại. Thế nên là theo mình ý, màn hình nó sẽ không hẳn là nhược điểm của con iPhone XR đâu, mà còn được coi là điểm cộng nữa. Và một ưu điểm tiếp theo mà mình thấy trên con iPhone XR này đó chính là về phần thiết kế. Nếu mà nói về độ sang trọng hay là nhận diện thương hiệu ấy, thì thiết kế vuông từ dòng iPhone 12 trở lên là không thể chối cãi được. Nhưng mà cảm giác thoải mái khi mà sử dụng, nhất là sử dụng trong một thời gian lâu dài, thì không thể là bằng cái thiết kế của đám iPhone 11 XS hay là XR được rồi. Và mình cũng đã thử hỏi qua rất nhiều người thì form của những chiếc máy như thế này được mọi người yêu thích chiếm khoảng tầm hơn 70%. Nhưng mà cũng không thể phủ nhận rằng là con XR này nó vẫn còn vài tồn động về thiết kế, như là khung nhôm dễ bị cháy xước theo thời gian này, các viền màn hình quá dày, và đặc biệt là đây, cụm camera chấn bé đủ đây, thiết kế một ống kính nhìn thực sự là rất là lỗi thời cho đến bây giờ rồi. Và cái việc là chỉ có một camera chính là 12 megapixel duy nhất thế này mà con XR luôn luôn được đánh giá khá tệ về phần camera. Nó không có camera tele hay là ultra wide thì đồng ý nó thiệt thòi thật. Mặc dù thì thực tế là không phải ai cũng sử dụng tới những cái này đâu, nhưng mà xét về nhu cầu ấy, thì chỉ cần là giơ máy lên mà chụp thì con iPhone XR này nó lại mang ra những cái bức ảnh chả thua kém gì con iPhone XS, XS Max hay là con iPhone 11 cả. Chất lượng quay video thì cũng ở mức tạm ổn, nó vẫn đủ quay lại những khoảnh khắc thường ngày hay là những video TikTok đơn giản, thậm chí nó còn tốt hơn cả những con máy Android mà mới ra mắt gần đây. Giờ mới tới cái điểm quan trọng nhất là tại sao con iPhone XR này nó lại được update lên iOS 17, còn iPhone X thì lại không. Mặc dù là iPhone X được đánh giá ngon hơn về nhiều mặt như là màn hình, camera, thì lý do đầu tiên ấy, chắc chắn là tại con iPhone XR này nó ra mắt muộn hơn con iPhone X rồi. Và cái nguyên nhân thứ hai cũng là nguyên nhân chính là đến từ con chip Bionic A12. Nó được trang bị trên con iPhone XR này. Thì đây cũng là con chip đầu tiên được Apple sản xuất trên tiến trình là 7nm. Nó mang lại một hiệu năng tốt hơn tới 30% so với Bionic A11. Đồng thời cũng mát hơn, ít tiêu tốn điện năng hơn. Vấn đề này thì cũng đã được kiểm chứng rồi.
nhưng mà nó cũng chỉ ở mức tương đối thôi. Và mình cũng đã thử trải nghiệm máy thì ở thời điểm hiện tại, với cái việc là tối ưu rất tốt ở phần mềm trên iOS, nên là các tác vụ thông thường như là bật tắt ứng dụng này, vuốt chạm hay là lướt Facebook xem phim ấy, thì con iPhone XR này nó vẫn đáp ứng cực kỳ là mượt mà, nó không hề có tình trạng là bị khựng hay là bị giật lag gì đó. Nhưng mà khi mà chơi game thì lại khác nhá. Với cái tựa game hardcore như là Genshin Impact hay là Modern Combat 5 thì dĩ nhiên là máy nó không thể chiến mượt mà được rồi. Còn với các tựa game phổ thông khác như là Liên Quân, Tốc Chiến hay là PUBG Mobile thì cũng không thật sự là quá ngon cho lắm. Máy nó vẫn chơi mượt nhưng mà nó vẫn gặp phải cái tình trạng là nóng lên khá nhanh và cái hiện tượng giảm sáng trong một thời gian chơi. Khắc phục thì nó cũng dễ thôi, các bạn chỉ cần trang bị thêm một con sò tản nhiệt là được. Nhưng mà mình cũng nhắc ở phần đầu rồi đó, là pin của iPhone XR này nó xếp vào loại yếu nên là chơi game thì nó không được mấy đâu. Mà vừa chơi vừa sạc thì sò tản nhiệt cũng không cứu được máy của bạn nếu mà các bạn chơi game một thời gian dài. Nên là nếu mà các bạn mua con iPhone XR này về mà chơi game ấy, thì tất nhiên là không nên rồi. Quay lại cái vấn đề update iOS thì anh em cứ để ý nhá, là qua mỗi năm cập nhật iOS thì Apple sẽ dừng cập nhật trên một dòng chip nhất định, chứ không phải là theo dòng máy. Như là năm ngoái là các mẫu máy được trang bị A10 Fusion trở xuống. Năm nay là thêm các mẫu máy được trang bị bao nick A11, bao gồm là iPhone X này, iPhone 8 Plus và iPhone 8. Thế nên là năm sau là những máy nào không được lên iOS 18 thì chắc chắn là anh em cũng tự đoán ra rồi đúng không? Apple họ làm vậy thì cũng chỉ để đảm bảo những chiếc máy được lên iOS mới nhất nó có đủ sức mạnh phần cứng để mà trải nghiệm một cách mượt mà nhất những tính năng mới trên iOS mà họ cung cấp. Và vừa rồi thì mình có điểm qua lại một số vấn đề của con iPhone XR ở thời điểm hiện tại. Nếu mà mang ra để mà so sánh với các mẫu điện thoại Android giá rẻ mọc ra như lấm sau mưa hiện tại ấy, thì chắc chắn là con XR này nó gần như là thua hoàn toàn về mặt thông số. Nhưng mà so với cái độ quan tâm thì con XR này nó lại vượt hơn rất nhiều so với những chiếc máy đó. Đơn giản là bởi vì là tầm giá của nó đang rất tốt, 5 triệu đồng. Và người ta đang chỉ cần một chiếc máy để mà dễ dàng sử dụng mượt mà, đáp ứng đủ các nhu cầu hàng ngày là đủ. Chứ nếu bây giờ cần máy khỏe để chơi game thì người ta đi mua Xiaomi, hay là cần camera chụp ảnh siêu đẹp thì người ta tìm mấy con Pixel mà chụp nó còn ngon hơn. Và ngày tới thì mình sẽ làm về một con Pixel 6 cho anh em xem nhé. Mức giá thì cũng chỉ ngang với con iPhone XR này thôi, để mà anh em có thể cân nhắc đổi gió. Còn bây giờ thì anh em nghĩ sao về con iPhone XR ở giữa năm 2023 thế này? Để lại ý kiến ở bên dưới nhé. Cảm ơn anh em.